Trồng cây hoa hồng sau 1 năm 3 tháng sẽ như thế nào? Quá trình trồng phôi và ghép mất 1 năm cho nên là cái tư liệu lúc mình ghép đã mất rồi các bạn ạ. Thấm thoát ấy thế mà 1 năm đã trôi qua rồi nó đã tốt um lên như thế này. Hôm qua tiện đi xem thầy thì thầy bảo là ngày 20 tháng 10 là ngày tốt cho nên là mình chuyển em nó sang một cái chậu mới. Trước tiên là mình phải tụt em nó khỏi cái quần cũ này, xấu quá. Sau đó là bỏ bớt một chút đất đi rồi chuyển em nó vào một cái chậu như thế này mọi người nhé là vì mình muốn để bộ rễ nó sẽ lúa cao ra mình phải cho nó cao bộ rễ lên sau đó dùng nước xối thì nó mới có một bộ rễ đẹp được tiếp tục là công đoạn cắt tỉa trang điểm cho em nó nhé phải cần thu ngắn cái cành nó lại thì nó mới sum được tán và mình nuôi một cây bonsai phải một tán tròn nhiều hoa mới là một cây bonsai đẹp còn đây là kết quả sau khi mình cắt tỉa nhìn nó cũng không ra gì lắm với cái thời gian này mình sẽ phải hồi phục nó ít nhất là từ một tháng và đây là kết quả hiện tại nó đã lột xác hẳn rồi các bạn nhé em nó đã trở nên xinh đẹp và có một cái tán rất là tuyệt vời và bây giờ là lúc mình tận hưởng thành quả của cây hoa hồng bonsai sau hơn một năm kể từ lúc trồng và ghép. để có một cây hoa hồng bonsai có bổ rễ lũa và có một cái tán tròn giống như cái cây hoa hồng mini bonsai này thì các bạn cần phải có một cái cây hoa hồng tầm xuân cái gốc phôi như thế này hiện tại thì những cái gốc này đã được trồng từ hạt và đã hơn một năm tuổi các bạn nha hiện tại mình đang bỏ xỉ cho rất là nhiều các nhà vườn và bán lẻ cho tất cả các bạn chơi bạn nào mà mua nhiều số lượng lớn thì mình có giá xỉ cho tất cả các bạn nhé thì các bạn sẽ có những cái phôi như thế này sau đó về các bạn có thể cho ôm đá tạo cái dáng theo ý của các bạn sau đó ghép lên trên tay của những cái cây này và mình sẽ nuôi sau đó sẽ tạo tán ra những cây hoa hồng bonsai mini đẹp như thế này các bạn nhé các bạn nào quan tâm thì hãy nhanh tay nhắn tin qua cho mình nhé